Xin chào quý anh chị và các bạn, hiện tại thì em đang có mặt tại Toyota Bắc Ninh và hôm nay thì em sẽ làm video để giới thiệu cho anh chị về chiếc xe Toyota Cross phiên bản 1.8V màu xám bạc mới hay còn gọi là màu Titan 2024, và đồng thời giới thiệu cho anh chị về giá bán của chiếc xe Toyota Cross. Đối với phiên bản V này 2024 thì giảm giá niêm yết từ 860 còn có là 820 triệu, giảm 40 triệu và cùng theo đó là cập nhật rất nhiều. Và phiên bản thứ hai là phiên bản 1.8HV, phiên bản xăng lái điện hybrid thì có giá niêm yết giảm từ 955 triệu còn 905, giảm 50 triệu so với giá niêm yết ngày xưa và cũng cập nhật rất nhiều các cái tính năng. Thì vừa rồi thì em đã đi xung quanh một vòng nội thất cũng như là cập nhật cho anh chị về giá bán thời điểm hiện tại để anh chị nhìn rõ hơn về màu của chiếc xe này cũng như nhìn rõ hơn về các cái tính năng của chiếc xe Toyota Corolla Cross này. Thì ở phần đầu xe anh chị thấy với thiết kế mới có cái ngôn ngữ tổ ong, nó giống như là một chiếc RX350 vậy. Và cụm đèn cũng đã được thay đổi, cụm đèn bi LED này, và có các cái dãy đèn projector nhỏ ở đây và đèn chiếu sáng ban ngày. Hai cảm biến trước và logo vẫn là logo như cũ, vẫn có chức năng là một cái radar phụ trách trong cái cụm tính năng Toyota Safety Sense, mắt cam trong K360. Ở phần nóc xe thì tất cả phiên bản hiện tại thì đều có nóc xe màu đen, bởi vì là cả hai phiên bản bây giờ đều đã có là cửa kính trời toàn cảnh. Lát nữa vào trong xe em sẽ mở cho anh chị xem. Còn phần thân xe thì sẽ không có thay đổi gì, và phần đuôi xe cũng vậy, la răng vẫn là 18 inch lốp mid và la răng vẫn vậy. Ở phần đuôi xe cũng không có gì thay đổi. Và bây giờ em sẽ vào phần nội thất để anh chị xem nhé. Đây là một chiếc nội thất đen. Tuy nhiên là khi mà anh chị lấy chiếc xe này thì mình sẽ có thêm một tùy chọn nữa là nội thất da đỏ pha đen. Và màu đỏ của phiên bản này là màu đỏ đã thay đổi, và màu đỏ nó sẽ tươi hơn, nó trông sẽ thể thao hơn so với phiên bản ngày xưa. Và anh chị thấy khi lên xe mình sẽ thấy ngay trước mặt đây là một sự thay đổi lớn, một màn hình 12.3 inch, có phanh tay điện tử. Rất nhiều người mong đợi cái chi tiết này là phanh tay điện tử. Và ngoài ra ở em cũng vừa giới thiệu cửa kính trời toàn cảnh kéo dài từ hàng ghế thứ nhất đến hết hàng ghế thứ hai, rất rộng rồi. Đó, đóng mở một chạm. Ngoài ra thì xe cũng không có nhiều thay đổi trong nội thất. Thì ngoài ra thì nếu mà anh chị lên cái phiên bản xăng lái điện ý, thì sẽ có thêm một cập nhật mới, đó là tự động phanh khi lùi. Đó, là thêm một vài chức năng nữa. Còn ở đây thì các cụm tính năng vẫn giống như phiên bản trước, vẫn giống như vậy. Và chiếc xe này thì đặc biệt là được giảm giá bán. Vâng, và vừa rồi Tiên đã giới thiệu cho anh chị về giá bán cũng như giới thiệu cho anh chị về màu sắc, một màu hoàn toàn mới, cũng như là nội ngoại thất và những cái điểm cải tiến mới trên Toyota Corolla Cross phiên bản 2024. Anh chị nào cần em tư vấn thêm về các vấn đề khác như là lăn bánh này, rồi trả góp, hay là các cái vấn đề về lịch xe, giá xe, thì vui lòng liên hệ giúp em qua số hotline ở trên màn hình. Em xin phép hẹn anh chị những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.